Kính chào các bạn học viên. Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo dữ liệu kế toán từ năm trước. Đối với những công ty mà chúng ta đang hạch toán trên phần mềm kế toán Visa, chúng ta đã hạch toán được 2 đến 3 năm trên dữ liệu đó rồi, thì các bạn nên tách dữ liệu ra thành một dữ liệu khác cho một năm mới. Nếu như mà chúng ta tạo nhiều năm trên cùng một data dữ liệu thì lúc đó data của các bạn sẽ bị nặng, chúng ta mở ra sẽ lâu. Do đó một data MISA dữ liệu thì chúng ta chỉ cần làm từ 1 đến 2 năm là cùng. Sang năm thứ 3 thì các bạn nên tách ra một dữ liệu mới. Thì khi mà chúng ta tách ra dữ liệu mới để không cần phải tạo số dư ban đầu từ năm trước sang đầu năm nay thì các bạn sẽ thao tác trên phần mềm như sau. Trên phần mềm MISA, các bạn nhấn vào tệp chọn tạo mới dữ liệu kế toán từ năm trước. Chúng ta nhấn tiếp theo. Các bạn chọn dữ liệu kế toán năm trước. Ở đây tôi giả sử tôi chọn công ty này và tên dữ liệu lúc này tôi sẽ đặt là 2023 Việt Hưng chẳng hạn. Ngày bắt đầu hạch toán tôi chọn là mùng 1 tháng 1 năm 2023. Sau đó nhấn thực hiện. Lúc này phần mềm sẽ tự thực hiện tạo dữ liệu kế toán bắt đầu từ năm 2023 cho các bạn và chuyển dữ liệu cuối năm 2022 lên đầu năm 2023. Chúng ta đợi phần mềm thực hiện tạo dữ liệu. Việc tạo dữ liệu từ năm trước cũng có thể tách trong trường hợp data dữ liệu của năm trước chúng ta hạch toán 3 năm chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta đã hạch toán năm 20, 21, 22. Bây giờ chúng ta muốn tách ra là năm 22 và năm 23 thì chúng ta cũng tách tương tự như vậy. Phần mềm thông báo kết quả là tạo mới dữ liệu thành công thì các bạn nhấn đóng lại. Lúc này chúng ta sẽ mở dữ liệu năm 2023 ra. Tên đăng nhập và mật khẩu giống như tên đăng nhập và mật khẩu của dữ liệu năm trước. Sau đó các bạn nhấn vào đồng ý. Lúc này chúng ta sẽ vào phần nghiệp vụ nhập số dư ban đầu. Các bạn sẽ thấy được số dư các tài khoản từ cuối năm 2022 được chuyển lên đầu năm 2023 và chúng ta không cần phải thao tác nhập số dư ban đầu nữa. Tất cả những số dư mà có thì đều được cập nhật lên trên phần số dư ban đầu này. Các bạn có thể vào kiểm tra và chúng ta có thể mở dữ liệu của năm trước ra để đối chiếu xem có đúng hay không. Thường thì tạo như thế này, phần mềm sẽ tạo chính xác. Các bạn cũng có thể vào phần tệp thông tin dữ liệu để chúng ta kiểm tra năm mà chúng ta bắt đầu hạch toán. Và ở đây chúng ta sẽ được ngày bắt đầu hạch toán là mùng 1 tháng 1 năm 2023 và ngày khóa sổ là 31 tháng 12 năm 2022. Và như vậy lúc này chúng ta đã được một data dữ liệu mới bắt đầu từ năm 2023. Tôi đóng dữ liệu lại. Như vậy, Kế toán Việt Hưng vừa hướng dẫn cho các bạn về cách tạo dữ liệu kế toán từ năm trước trên phần mềm MISA. Để biết hơn về các lĩnh vực kế toán thực tế thì các bạn có thể đăng ký học tại kế toán việt hưng.vn. Chúc các bạn thành công!